Mọi người nhìn thấy tướng như đi hả? Đi làm gì sợ đá rồi nha. Từ cái nền nhà. Ôi chà sướng lắm thầy ơi. Bàn tay của thầy là bàn tay vàng. Đấy là bệnh của chị là 10 phần là phải giảm được 8 phần rồi. Cái lưng cứ ngắt hả? Làm chờ hết bệnh phải không? Đúng rồi thầy. Mà hôm nay từ nay thấy sao nè? Gì? Mà tự nhiên vậy. Rồi quê chị ở đâu? Cái quan trọng là lòng tin. Mình mà tin được là làm được. Tại vì hồi nãy là chị đi không nổi. Chị đi không nổi là tại vì cái cuộc sống của chị nó bị lâu quá rồi. Nhưng mà nãy giờ bấm cái là thấy gắt hết rồi. Ôi chà sướng lắm thầy ơi. Chạy đi. Mấy chục năm nay phải nói được to á. Thưa cô, thưa tất cả mọi người, là coi trên clip trên mạng á, thì có nhiều người cho rằng đây là sự sắp xếp chữa bệnh của thầy Châu và cái bộ môn này. Nhưng mà ở đây thì qua tiếp xúc một tuần với chị gì đó, chị Hoa, thì tôi thấy rằng đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Mà cái việc này là ngẫu nhiên, tức là thầy đã chữa cho chị tức là khỏi tới 80% sau một lần tức là chữa. Chị đi lên đi xuống thế này chị thấy là rất tự tin. Đúng là bàn tay của thầy là bàn tay vàng. Rất là tuyệt vời. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.